Hello, welcome back. Chúng ta sẽ chơi cho Draw to Smart. Wow, đây là một con gà. Rồi, lấy câu này. Trời ơi, cái con này nó kêu tiếng gà luôn nè. Chết rồi. Oh my god. Không thể tin được. Trời ơi, sao nó cứ sôi về đây vậy? Hả? Sai lầm là không nhìn đằng kia. Và tiếp tục sẽ là cho Green Maron.
Wow. Ta sang level khác rồi đây này. Rồi, tiếp tục sẽ là trò import the choice. Rồi, bắt đầu nào. Ồ, con này là con gì vậy? God. Cái cây xanh xanh à, gặp lửa thì cũng cháy thôi. Trời ơi, chơi cái trò này vui ấy. Cắt bỏ tóc này ra. Ô, không phải rồi. Thì chúng ta sẽ chơi trò Banana Survival.
Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển sang trò Hungry Shark. Chuyển sang trò ươm móng ớt. Bye.
Mày nó giết rồi. Thua luôn. Rồi và tiếp tục thì sẽ là trò đòi hỏi. Ghê thật đấy. Tiếp tục thì chúng ta chơi chập lên with zombie. Yeah.
Thank you.
thì sẽ là trò Rainbow Garden Survival. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển sang cho Stumble Guy. Thank you.
thật sự là cho my talking to friend. Cho Tumbi the tsunami. Perfect.
perfect.
là không ngờ. Rồi tiếp tục thì sẽ ra ba mã tử. Shot. Headshot. Finish him. Fatality. Win. Tiếp tục là trò Imposter. With Zombie. Và tiếp tục sẽ là trò game Frenzy. SpongeBob's game. If you beat this score, you will get a new game. Cho gần trời.
Yeah.